Xin chào các bạn thân mến, Lenovo A5000 là một chiếc smartphone nổi lên trong phân khúc phổ thông bởi một viên pin cực kỳ khủng 4000 mAh. Như đã hứa với các bạn thì ngay bây giờ mình sẽ đi sâu vào đánh giá chi tiết chiếc máy này. Điều đầu tiên mà mình muốn nói đến chính là màn hình của sản phẩm. Sở hữu một màn hình có kích thước 5 inch với độ phân giải là 720x1280 pixel với tấm nền IPS. Hình ảnh hiển thị sắc nét, màu sắc sặc sỡ, nó không hề bị lẫn lộn với nhau, độ sáng tốt, góc nhìn rộng. Tuy nhiên có một điểm trừ dễ dàng nhận ra, đấy là màn hình này bị ám vàng khá nặng. Nhưng mà với mức giá phổ thông thì rất khó để yêu cầu cao hơn, mình sẽ chấm cho màn hình này 7 trên 10 điểm. Giao diện của chiếc máy này không có điểm gì khác biệt so với những máy Lenovo khác, khi mà tất cả các ứng dụng nó đều được bày ra màn hình chính. Nhà sản xuất vẫn trang bị cho chúng ta một vài những ứng dụng cơ bản và tiện ích, trong đó thì có thể kể đến như là WPS Office. Đây là một phần mềm giúp cho bạn có thể thoải mái xử lý các loại văn bản. Hay ở bên ngoài này chúng ta sẽ có hình đám mây SynSys để có thể đồng bộ hóa danh bạ. Security giúp cho bạn có thể tăng cường cái chức năng bảo mật của máy lên. Khi mà kéo từ trên xuống thì nó sẽ hiện ra phần thông báo và thanh thao tác nhanh. Và đối với các biểu tượng ở đây thì bạn sẽ không thể nào thay đổi được nhé, nhưng mình nghĩ nó cũng đủ dùng và rất thiết thực rồi. Chiếc máy của chúng ta đang chạy phiên bản Android 4.4.2, sở hữu một con chip MediaTek 4 nhân, dung 1.3GB cùng với dung lượng RAM là 1GB. Máy có bộ nhớ trong 8GB và hỗ trợ thẻ nhớ 32GB. Mình tin rằng chiếc máy này hoàn toàn có khả năng chạy những ứng dụng thông thường một cách cực kỳ ngon nghẻ. Còn bây giờ thì mình sẽ tự test thử hiệu năng của máy thông qua một số những trò chơi rất cơ bản như là Temple Run chẳng hạn. Mặc dù đoạn đầu hơi bị giật một chút nhưng mà đến lúc mình chơi thì nó lại bình thường rồi. Nếu mà nói về phần trò chơi thì nhà sản xuất còn trang bị cho chúng ta khá nhiều trò chơi khác đã được cài sẵn vào trong máy, ví dụ như là Spider-Man chẳng hạn. Với những game như thế này thì máy chạy rất là êm mượt và không gặp bất kỳ một vấn đề nào cả. A5000 được Lenovo trang bị cho camera sau 8 megapixel. Máy có khả năng chụp ảnh HDR để cho ra những bức ảnh có chất lượng tốt nhất. Bạn có thể tùy chỉnh rất nhiều thứ, ví dụ như là phơi sáng này, hiệu ứng màu. Ở đây thì có nhiều những các chế độ chụp cảnh khác nhau như là chụp cảnh ban đêm, hoàng hôn, chụp cảnh bữa tiệc vân vân, bãi biển nữa. Và cũng có nhiều chế độ, ví dụ như là chế độ toàn cảnh để chụp lấy góc rộng hơn, chế độ làm đẹp khuôn mặt này. Còn mình thì sẽ chọn chế độ bình thường. Thử chụp một bức ảnh với Lenovo A5000. Hình ảnh mình nhận được khi mà chụp đủ sáng thì khá tốt, nhưng mà nó sẽ khác hẳn nếu như mà mình chụp thiếu sáng đấy nhé. Còn đối với camera trước, camera trước của máy có độ phân giải là 2 megapixel. Mình thì sẽ không mong đợi gì thêm ở một camera này nữa, bởi vì nếu như ở chụp ở điều kiện đủ sáng thì máy cũng đã cho ra một bức ảnh khá đẹp rồi. Ngoài ra thì máy còn có khả năng để chỉnh lại được bức ảnh sau khi mà mình đã chụp. Ở đây có rất là nhiều những màu sắc khác nhau. Pin của A5000 thì rất khủng, lên đến 4000 mAh. Chúng ta có thể sử dụng liên tục trong 2 ngày ngay cả khi bạn bật Wi-Fi hay 3G. Khi mà máy sắp hết pin thì bạn có thể bật chế độ tiết kiệm pin. Ở đây thì nó sẽ có hai cái, thứ nhất là chế độ tiết kiệm pin tối đa và thứ hai là chế độ tiết kiệm pin màn hình và GPU. Nếu như bạn bật chế độ thứ hai này thì sau khi được bật, mức tiêu thụ pin ở màn hình và GPU sẽ được giảm đi một cách thông minh. Để mà sạc đầy pin thì bạn sẽ mất khoảng tầm 3 tiếng. Nhưng nếu như bạn chỉ có 15 phút thì dung lượng pin nó sẽ đủ dùng để cho bạn có thể thoại được đến 4 giờ. Đó là một con số cực kỳ ấn tượng và cần thiết trong một tình huống cấp bách. Như vậy thì với A5000 bạn sẽ không cần phải lo lắng gì về vấn đề pin nữa. A5000 làm thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất của người sử dụng ở phân khúc phổ thông, từ camera này, màn hình này, hiệu năng và pin. Hơn nữa là mức giá của nó thì lại vô cùng rẻ, chỉ chưa đến 2,5 triệu. Mức độ cạnh tranh của nó rất cao. Nếu như bạn không yêu cầu nhiều về mặt thiết kế và sử dụng điện thoại như một công cụ để làm việc và giải trí thông thường, chiếc máy này sẽ là những gì bạn cần. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!